Xin chào các bác nhé. Xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999-1001 Hồng Hà, Trương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại tư vấn của mình là 0905-95-8889. Hôm nay thì bên mình lại về được một chiếc Suzuki N150. Chiếc này thì đời 2013, đăng ký lần đầu năm 2013, kiểm soát Hà Nội luôn ạ. Biển rất là đẹp nhé, 29S118918. Biển gánh và toàn số to và tròn thôi, quá đẹp luôn. Con xe này thì như các bạn đã thấy đấy, thì mình cũng nói qua là bên xe máy Hoa Anh mình luôn luôn là chỉ tìm những con xe thực sự là đẹp trên 90% thì mới nhập, chứ còn những con xe mà nó làng nhàng thì mình sẽ không mua. Và chiếc này thì nó mang mới được đến 95% luôn đấy, số cây số nó đi nó rơi vào khoảng độ tầm 1.6 vạn km đây này. Hiện tại đây đấy, 1.6545 cây số hiện tại. Và cái lốp zin của nó là vẫn còn nhá. Đây, lốp zin theo xe. Đấy, lốp này lốp zin theo xe này. Đấy, các bạn nhìn nhá, đấy lốp zin nó hơi một chút dạng nhưng mà mình kiểm tra thì nó vẫn rất là ok, cho nên là mình không thay. Còn lốp sau thì như các bạn thấy là thay cái lốp cây thông mới rồi này. Đấy, lốp cây thông mới, lốp thì lốp SH đấy. Đấy, rất là ok nhá. Còn hình thức thì đảm bảo với các bạn là nó quá bắt mắt luôn. Sơn xiếc thì zin hết tất cả những cái phần này. Đấy, có dạng tốt một chút phía đằng sau cái chỗ đuôi này và cái tay sách đây, chỗ đuôi một cái tay sách một chút đây. Đấy, còn lại thì mọi thứ nó rất là zin. Các bạn nhìn nhá, đánh giá về cái ngoại hình của nó thì nó được khoảng độ trên 90%, 93%. Đấy, nó 93-95% gì đó là cái ngoại thất. Còn riêng về cục máy của con này nhá, nó khủng khiếp luôn các bạn ạ. Đây cho các bạn cùng xem, nó sáng, cục máy sáng rực rỡ luôn nhé. Và đây các bạn cùng nhìn con ốc của máy, nó zin và nó vuông vắn và nó sáng bóng luôn. Con xe này là để trong nhà, thế cho nên là nó không bị xuống màu của cái nước mạ. Như các bạn cùng nhìn những cái con ốc này, nước mạ con ốc nó rất là đẹp, và cái da máy cũng như là những con ốc này nó cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, các bạn nhìn rõ ràng từng chi tiết một nhé, rất là gọn gàng, con xe nó gọn gàng vô cùng. Đây bên này này, lắp máy này, tất cả những cái con ốc của treo máy nhá, là nó vẫn còn cả cái vết sơn vạch của nhà sản xuất, nó vẫn còn nguyên, chưa động chạm gì vào bất kể một con ốc nào cả. Đấy, những cái vết sơn nhỏ này mình để nguyên này. Đấy, vết sơn nhỏ của bên đường côn để nguyên nhá. Còn đây dây côn dây kiếp là sáng bóng luôn, tất cả mọi chi tiết con ốc sáng bóng này. Đấy, ốc trục này, ốc bạc càng sau này. Đấy, còn này, chế cháo đẹp vô cùng luôn. Tem này có xước sát đây nhá, đấy, tem nó có xước về một chút thế này, sơn thì quá đẹp rồi, long lanh thành đạt. Đây cho bạn xem cùng cả cái tem bên này luôn, đấy, quá đẹp luôn nhá. Tay côn tay kiếp này, cái tay nắm các thứ là zin, và gù cũng là gù tay lái zin nhá, tất cả còn cả gương zin luôn, gương zin là một đôi gương zin, đây gương zin một đôi luôn. Các bạn cùng nhìn tay lái tay kiếp là rất là đẹp. Cái chi tiết của nó nhẹ nhàng và gọn, rất là gọn gàng và nhẹ nhàng. Con xe này thì là mình bảo dưỡng những thứ rất là cẩn thận mọi thứ rồi nhá. Anh em về là chỉ việc sử dụng thôi. Đây là ốc của Ford và ốc đi phượt trước là chưa có chỉnh sửa, chưa qua chỉnh sửa bất kể tí nào cả. Tai xe này, đấy. Phía dưới này nó sẽ có cái chẳng ba, các con lốc này zin nhá. Đây, các bạn cùng nhìn là cái gác đầu vu này, sơn zin của gác đầu vu này. Đấy. Xi nhan zin này, đèn pha zin này, pha ở trong là bóng pha 35W zin của nó này, pha halogen, xi nhan halogen này. Ở đây cái chữ Suzuki là cái giấy dán ni lông ở phía ngoài là vẫn còn của nhà sản xuất luôn, chưa bóc. Đấy, phía dưới thì cái đĩa phanh này, các bạn nhìn nhé, đĩa phanh là không có một vết gờ vết gợn nào đâu nhá. Đấy, kể cả cái trên trước nó đều rất là sáng, không bị xước sát, không bị gạn nghiếc gì cả. Cục phanh này, vành bánh của Suen thôi không có gì để nói, nó rất là ngon lành rồi, không sập hầm sập hố thì không bao giờ lo cái vành bánh Suen nó bị vẹo vọ gì cả. Tất cả các chi tiết của vành là nó zin ở đây. Vỏ cây cũng đẹp nhá, vỏ cây đẹp luôn này. Đây các bạn nhìn nội thất của nó luôn ở phía trong cho các bạn cùng nhìn.
các con ốc đấy, nội thất rất là đẹp. Con này phải nói là xe rất là đẹp, đều xe vô cùng, xe để trong nhà cho nên là cái nước sơn cũng như là cái da máy đẹp thật, và cái cục máy chất khủng khiếp luôn. À, chủ xe thì là cậu ấy là người thanh niên, cậu ấy không thích cái tem, bóc cái tem này và cái tem sau ra, anh em nào về mua cái tem dán vào là xong, chứ không có xước sát gì đâu nhá. Đấy, để chân này này, đây các bạn nhìn thấy chưa, sáng bóng luôn và còn bảy màu luôn, ốc bảy màu luôn. Đấy, cần phanh còn chưa bị mòn, để chân chưa mòn luôn. Đấy, cổ mô này zin từ đầu đến đít, zin từ đầu đến đít luôn. Và bạn này là thanh niên nên là vô là móc vô nhá, móc vô nhá, tiếng trầm là không to đâu, tiếng rất là ấm, rất ấm chứ không to. Bạn này thanh niên nên là đánh thích móc vô, chạy đấy, chạy rất bốc, chạy nghe sướng, tiếng vô rất là sướng ạ. Đấy, quả tì thủ quá uy tín luôn, tì thủ sau quá uy tín luôn, sáng rực rỡ từng chi tiết luôn, quá uy tín luôn. Đấy, lườn xe đẹp như thế này, lườn xe như này đây. Đấy, phía dưới nhá, càng phanh sau này không thèm qua bất kể cái vệ sinh hay gì cả, vẫn để nguyên như thế, đẹp. Các cái Mayer máy sáng đều, tất cả tâm nam Mayer đều. Đấy, đèn hậu zin, xi nhan zin, con này thì không độ chế gì cả, xi nhan zin nhất thứ đều zin theo xe hết, không có độ chế gì hết cả. Đấy, nét căng luôn, sơn căng nét. Đấy, quả thì thủ thì quá uy tín luôn. Bạn này vệ sinh thì nhông hơi sơn hơi bẩn, vâng dạ kệ không dạ. Đấy, tem tiếp còn đầy đủ rồi nhá, tem nhà sản xuất đầy đủ hết, không thiếu gì cả. Để chân này, để chân sau này. Đấy, phía trên này thì yên, cho bạn nhìn yên nhá, da yên vừa mới bọc lại rất là mới và đẹp, sạch sẽ, yên zin, da yên zin ở trong vẫn còn nguyên nhá, không có thiếu cái gì. Da yên zin các bạn bỏ ra là vẫn là da yên zin, không xước khác, không bị làm sao cả. Đấy, rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại ra phía ngoài cho anh em xem tổng thể của xe. Thì con Nguyễn Suen thì bây giờ thì tuổi đời của nó cũng chục năm, hơn chục năm, để mà kiếm được những con xe mà nó long lanh cành đào như thế này nó không hề không nhiều. Thực ra Suen thì phía các bạn ở trong Nam chơi nhiều hơn là các bạn ngoài Bắc. Cái ngoài Bắc này nó cái số lượng xe nó có hạn, chắc nó chỉ được vài trăm xe thôi. Thế thì qua tay mình cũng phải đến 5-70 xe rồi. Đấy, nên hoàn toàn những con xe nói là nó không có gì để chê về chất lượng đâu. Mình cam kết với các bạn là thế. Đầu tiên là cam kết máy móc zin, zin 100% êm tuyệt đối. Thứ hai là khung thân zin, thứ ba là không đâm va đổ ngã, và xe đã được bảo dưỡng đầy đủ hết tất cả, từ thay dầu là mới này, vệ sinh lọc gió này, kiểm tra má phanh má phiếc này, rồi bơm lốp nó biết đầy đủ tất cả mọi chi tiết. Sau đó mình vệ sinh lại xe một lần nữa thì mới bắt đầu đến tay người tiêu dùng nhá. Thế thì bây giờ mình sẽ báo giá chiếc Suen này. Chiếc Suen đời 2013 mình kiểm soát Hà Nội, đẹp, rất là đẹp này, 29S1 18918 này, đang được bên xe máy Hoàng Anh mình bán ra với mức giá bán là 26,5 triệu, một mức giá bán là 26,5 triệu chưa bao gồm chi phí sang tên và chi phí vận chuyển. Đó là cái giá cực kỳ là tốt cho cái dòng Suen trong thời điểm hiện tại. Trong thời điểm hiện tại thì tất cả các cái dòng xe máy cũng như ô tô đấy, như các bạn, thị trường xe máy và thị trường ô tô, cái giá nó giảm xuống rất là nhiều. Trước đây khoảng nửa năm trước thôi, con Suen này cũng vẫn bán giá 32-33 triệu, thế mà bây giờ nó đã mất đi 5-6 triệu, 7 triệu rồi. Ví dụ như con này mất đi 7-8 triệu luôn. Đấy, thì con này đang được mình bán ra mức giá bán 26,5 triệu là mức giá bán quá tuyệt vời. Các bạn nào đã từng chơi hoặc là đã từng tìm hiểu Suen thì các bạn đã biết rồi đấy, về độ bền bỉ, tính năng vận hành nó tuyệt hảo như thế nào, cũng như là cái tiết kiệm nhiên liệu của nó ra sao, rồi cái chế độ bảo dưỡng nó rất là đơn giản. Đấy. Một cái số tiền bỏ ra nó quá là ít ỏi so với cả cái giá trị của sử dụng của xe nhé các bạn nhé. Rồi, thế thì các bác nào ở trong khu vực Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận thì có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng mình là xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999-1001 Hồng Hà, Trương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, để có thể coi trực tiếp với chiếc Suzuki N này nhé. Anh em có thể nổ máy và giao lưu với cả anh em nhân viên bên mình. Còn bác nào ở các cái tỉnh xa mà chưa có thể chúng ta chưa lập tức đến xem trực tiếp thì các bác có thể xem kỹ lưỡng cái video của mình, sau đó thì các bác có thể alo đến cho mình cái số điện thoại này
0905 95 8889, mình sẽ tư vấn cụ thể về xe cho các bác trước khi bác quyết định xuống tiền để bốc xe về đi chơi nhé. Tết Dương lịch thì cũng cận kề rồi, mùa phượt bắt đầu đến rồi, đây đang là mùa đẹp nhất để chạy phượt rồi, và cũng chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết âm lịch, đó là một cái khoảng thời gian này rất là tuyệt vời để các bác có thể bốc xe để mà chạy những cái cung đường Tây Bắc, Đông Bắc rất là tuyệt đấy ạ. Rồi, thế thì mình xin cảm ơn các bác đã và đang follow kênh của mình ạ. Mình xin các bác nhấn nút like, nút share cũng như là đừng quên nhấn nút chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình. Và sau đây thì mình cũng xin dừng video để hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo ạ. Mình xin cảm ơn ạ.